Sau khi kết thúc chương trình lớp 12 vào cuối tháng 4, hơn 5.000 học sinh cuối cấp 3 trong tỉnh Bạc Liêu đã bước vào thời điểm tập trung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Khoảng thời gian còn lại không dài, trong khi khối lượng nội dung ôn tập khá nhiều, nên các trường học, các trung tâm đều khẩn trương triển khai công tác ôn thi cho học sinh. Ngoài việc ôn thi theo hướng dẫn quy định của ngành giáo dục, đa số các trường đều có những phương pháp ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để giúp các em phát huy năng lực và khắc phục những phần kiến thức, kỹ năng còn hạn chế để vững bước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Trung học Phổ thông Điền Hải có tổng số 265 học sinh lớp 12 được bố trí 7 lớp ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài chương trình ôn thi theo kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh, trường còn tổ chức rà soát, phân hóa 60 học sinh có học lực khiêm tốn để tổ chức bồi dưỡng riêng cho phù hợp. Bằng nhiệt tình của mình thì mình giúp đỡ học sinh yếu kém ở trong trường, giúp đỡ những em là nói chung là để chống liệt, có thể là đạt được điểm 4, điểm 5 ở trong cái môn tiếng Anh. Mình cố gắng nỗ lực thôi, mình coi các em học sinh của trường ở cái lớp này giống như là cái con em của mình tạo tâm lý thoải mái nhất để mấy em có thể cố gắng hết sức mình. Thì trọng tâm những cái kiến thức ở ví dụ như trong mình bám sát vào cái đề minh họa, giúp đỡ từng em, mình chỉ từng tay những em, giúp đỡ từng em một, mình chỉ từng cái phương pháp mà hoặc là cái những cái chiêu, ví dụ như cái câu này mấy em phải làm được cái đáp án này cho cô. Theo đánh giá của ban giám hiệu trường, qua nắm tình hình, hầu hết học sinh của trường đều có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều học sinh chọn xét tuyển ở một số ngành có số điểm xét tuyển khá cao. Vì vậy, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên phụ trách ôn tập, nắm sát học lực của học sinh, nguyện vọng học đại học để chủ động trong tổ chức ôn tập, hướng dẫn học sinh củng cố và nâng cao kiến thức đối với các môn sẽ dự thi. Kiến thức nền tảng thì thầy cô dạy sẽ chắc. Còn về kỹ năng thi thì thầy cô sẽ nói thêm về ví dụ môn toán thì sẽ bấm máy như thế nào, về công thức tính nhanh. Còn môn văn thì thầy cô sẽ chỉ cho tụi em về cách làm dàn ý hoặc là cách để trả lời những câu hỏi đọc hiểu. Khi mà tụi em đã xác định được mình cần chú tâm môn nào thì thầy cô sẽ đánh vào trọng tâm đó để giảng dạy cho tụi em cái mục đích của tụi em. Còn những bạn cần học nâng cao lấy điểm cao hơn thì thầy cô sẽ dạy theo kiểu nâng cao hơn. Nhà trường cũng đã lựa chọn những cái giáo viên mà có cái tay nghề cao, có tâm huyết với nhà trường và đặc biệt là có một cái tình yêu thương đối với các em học sinh, tập trung vào ôn thi để có được một cái kết quả tốt. Bên cạnh những lớp học ôn tập đại trà thì nhà trường cũng hình thành nên ba cái lớp, đó là ba cái lớp học sinh gọi là có cái khả năng, có cái nguy cơ mà rớt tốt nghiệp. Đó là ở ba bộ môn, thứ nhất là môn toán, thứ hai môn ngữ văn và thứ ba là môn tiếng Anh. Thì ở những cái bộ môn này thì nhà trường cũng lựa chọn những cái thầy cô có một cái tình yêu thương, phải nói là một cái tình yêu thương vô bờ bến đối với các em học sinh. Bởi vì thầy cô sẽ đưa ra những phương pháp, cách thức học tập để dìu dắt các em có được một cái kết quả tốt nhất. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7. Trong kế hoạch tổ chức thi, kết quả vừa được sử dụng để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa để các trường đại học cao đẳng xét tuyển. Vì vậy, các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên đã chủ động trong triển khai các phương pháp dạy học cũng như công tác ôn tập phù hợp nhằm giúp cho học sinh nắm rõ tình hình, có sự chủ động trong việc trang bị kỹ năng kiến thức cho mình để vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Việc bám sát sự chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo trong ôn thi cho học sinh của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với những giải pháp phù hợp tình hình thực tế sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức cơ bản để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.